Rồi đây anh em, trong là anh em nhiều khi anh em chê mấy chiếc Novo mà chạy không ngon, hao xăng rồi chạy dở rồi á, thì mà không biết anh em mua chúng con xe mới hay là anh em đi con xe cũ mà anh em chê. Thật sự nếu mà anh em mà đi con xe này mà mua xe mới nha, thì hầu như là cái tỷ lệ mà cái người chê á là rất là ít nha. Đó, đây là con xe Novo này nè, con anh khách này anh mua lại cái xe cũ của người ta nha, chứ không phải mua xe mới nữa, nhưng mà anh chạy rất là lâu rồi và anh thấy nó rất là ngon nha. Đó, thì anh đã gửi cho mình xe này, mình lấy từ ở bên Trà Vinh lên nha, mà lấy ở bên ngay gần thành phố Trà Vinh. Cái này tại giờ đang nổ máy rất là im nha. Đây, do mình tháo hết bất nhiều rồi đó, như là máy này, nói chung là tại anh khách chạy vô thấy bình thường không có gì hết, nên anh muốn mang ra đi mình để bảo dưỡng lại ha, kiểm tra tổng thể cái chiếc xe lại. Thì hiện tại mình đang tháo anh em, đúng rồi, cái đồ nè lâu rồi chưa có được mở cái bảo dưỡng nè. Chiếc Novo này là Novo cái tem màu vàng nha, tem GC nha, bản này là bản 2.10 anh em, xe còn 4 số luôn, 2.3.2.3 nha. Này nó mất tem rồi, nhưng mà ráng mình sẽ mở cái nồi, mở phần nồi ra rồi tháo hết cái phần ra. Anh khách có báo là chén gỗ nó đang có vấn đề nè, chén gỗ hoặc là cái nồi của nó đang bị mòn hay gì đó, lát mình sẽ tháo nồi mình kiểm tra ha, rồi mình báo luôn, vừa cho anh em xem vừa báo cho chủ xe xem luôn. Đây anh em, nó cái xe này mà tháo cái pha đèn này, anh chủ xe ngày xưa anh có gắn cái bóng led vô á, mà người ta không có gắn cái chụp bụi anh em, đây nè đó, nên là đất cán nó vô quá. Giờ cái pha này là giờ là nó đất không à, đây thấy không, đất không à, nữa mình sẽ tháo nó ra, mình vệ sinh cái chỗ đèn cho nó sáng lại xíu nha. Với lại mình sẽ chế anh em. Em lưu ý nha, anh em gắn led, anh em nên chế cái miếng cái chụp bụi nha anh em. Đây nè, lấy anh em coi nha. Anh em phải chế cái chụp bụi này vô. Chế vô mình mà vô là nó vô, anh em cắt đi, cắt cái phần này đi. Mình che bớt bụi lại anh em, chứ anh em mà để cái này là nó hư cái thủy nha. Nó hư cái phần thủy nha. Mình rửa lại mà nó không trong được thì xem như là cái đèn của anh em nó cũng không sáng được đâu. Rồi, để mình tháo hết cái xe này ra, mình kiểm tra bảo dưỡng báo anh chủ xe nha. Xe này áo đô nhiều hồi như em. Rồi cái đồng hồ nó mà câm luôn rồi, nữa làm cái phim nhánh đi, chứ cái này giờ không thấy áo đô nó bao nhiêu chứ. Rồi ok, để mình tháo hết nha anh em. Rồi đây là tình trạng bên trong cái xe Novo, mình tháo ra bảo dưỡng nha anh em. Thì lọc gió này là rồi, một cái lọc gió ngạt dơ nè, chén cổ tới lúng tới cái này là đủ hiểu rồi, chén cổ rất là tệ rồi đó. Mình sang con không là dơ thôi, dơ dù ga chứ còn đẹp nha, tốt luôn, không có bị nhăn, khoanh cách gió cũng còn ok. Rồi bình xăng con bugi đâu em, đây bugi này khách xài bugi bạch kim rồi, ok còn bình thường tốt, chụp bugi cũng còn ok luôn đó. Rồi giờ đến cái phần nồi nha, đây cái nồi của anh trai, đây tiêu cái nồi rồi, cái nồi này là đang bị hư nặng cái nồi trước đó, rộng xét lỗ ác bi thì cũng mớp hết rồi, lúng khuyết hết rồi, đây đó đai kẹp rồi, bu ly sao thì bị xì phót, bu ly có hơi sọc nhẹ dày nhẹ, coi có bao nhiêu rồi, còn thấy ok nè, chưa thấy găng nứt gì nhiều nè đó, ok còn nhiều rồi, còn ok rồi. Bố thì lâu năm quá, bố lâu năm nha, nhưng mà nó lát nó test vô mở ra vệ sinh xem nó còn ổn không, nó không ổn thì báo anh khách sau, nó ổn thì để lại. Rồi ok là bị cái nồi trước nè đó, rồi có bu ly bi hẹp đó, còn cái này thì bảo dưỡng lại, cái tông này bị dính rồi, cái này lâu quá nó bị xét rồi, dính rồi, nó mở cái tông xem cái trà có làm nhẹ được hay không nha. Rồi thì nó xử lý cái phần đi dầu trên bốn đĩa trước cũng sắp hết rồi, mòn rồi. Đây. Đây bị xì phốt năm lửa dơ nhá. Rồi bố sau còn nhiều em, bố sau còn 1/3, nghĩa là nó đã mòn hơn 50% rồi đó. Rồi ok, bây giờ bỏ đi anh em, nhìn cái sườn xe đây đó, sườn xe đã dơ như nè, rất là dơ luôn nha. Đó. Rồi bây giờ sẽ tiến hành cái quá trình là sơ cứu ở cái phần này trước, xử lý phần thường trước, còn những cái phần kia mình sẽ báo với anh khách nha. Đó, cái phần kia thì cái này mình không có đụng chạm với nó đến phần máy nha, mình bảo dưỡng phần ngoài, máy là không đụng đến, chỉ rửa vệ sinh cái phần này thôi.
Rồi ok, anh em chờ cái xem cái thành phẩm xe này nha. Rồi đây là cái khâu mà có thể gọi là phê chứ anh em. Nó khâu là sẽ xử lý cái phần dơ này nè. Nó đang dơ vậy ha, mình sẽ xử lý về nó sạch sạch đẹp lại hết. Cái xe mà mình làm xong đó anh em. Xử lý cái phần này xong nè, cái xe nó đẹp đó. Nhìn nó ghiền lắm. Anh em coi ha. Mặc dù bây giờ nhìn thấy nó hơi xét ha, nhìn nó dơ ha. Đây, nhìn nó bẩn nè. Kinh khủng luôn. Đó thì xử lý xong là nhìn nó sẽ có một cái chất rất đẹp anh em. Mình đảm bảo luôn cái này mà lát nữa mà rửa xong nó mà lên màu zin nó lên là đẹp anh em. Trên cái xe này nè, là chủ xe có kêu mình kiểm tra luôn cái phần bơm nước nha. Cái bơm nước này á, là cái xe Novo này mà bền hay không là do thằng này. Anh em đi lâu năm quá, anh em không bảo dưỡng cái phần này nè, nghĩa là không có mở ra xử lý phần này á, là nó mới gây có tình trạng là nước lọt qua máy nó phá, rồi nó sau đó là đi làm máy giá rẻ cùng là cục máy nó tiêu luôn. Thấy không? Cục máy Novo mà nó có lõi hay không á anh em là ở đây nha. Anh em xử lý cái này lại một lần rồi nha. Rồi cục máy mình là đi rất là bền, rất là trâu luôn. Cái xe này thì mình sẽ tháo cái bơm nước này ra ha. Rồi mình cho anh em coi là cái xe này odo bao nhiêu mình chưa biết luôn, do đồng hồ nó bị mờ rồi. Đó, nhưng bây giờ mình sẽ làm cái phần này trước nha, xử lý cái tháo bơm này ra. Rồi giờ mình rửa sạch sẽ đi. Rồi mình sẽ làm cái bơm nước này. Đó, khâu này mình đang chuẩn bị rửa xe nha anh em. Rồi, đây là cái thành phẩm sau khi đã vệ sinh cái dàn ngoài nha. Đó, từ dây điện sườn nè. Đến những dàn sườn. Thì có mấy chỗ này là nó bị hơi xét á, mình có dùng nước sơn đen á, mình quét lên á, nhìn cho nó đỡ xíu, nó đỡ xét cho chủ xe nha. Chứ cái cũ hồi nãy là rửa xong ra nó có hơi xét xíu nha, nên mình đã quét một miếng nhớt lên này rồi. Đó, bên xe con anh em. Đây, lắp máy đắt lắm, mình sẽ mở cái bơm nước ra, mình xử lý bơm nước cho chủ xe. Đó, lóc là mình đã rửa lên phần này cho sạch sẽ nha. Chúng ta dưỡng lại cái phần này. Sau đó thì bắt đầu là mình sẽ gắp những cái món đồ mà thay thế vô nha. Thì chủ xe có kêu mình là sơn lại cái bô với cái gắp. Cái bô thôi, nhưng mà cái gắp này mình thấy nó gớm rồi, mình sẽ tháo cái gắp với cái bô mình sơn luôn. Anh chủ xe nó yêu cầu làm lại cái này, nên mình sẽ tháo ra mình làm trước. Rồi, còn cái phần nồi niêu xoong chảo đâu thì cái món nào hư thì anh chủ xe có kêu là hư nào thì mình thay lại chấm cái đó. Để anh làm đang là như nhờ kiểu như là bảo dưỡng tổng thể lại đó, là làm về là chỉ cái chạy thôi anh em, chứ không cần phải suy nghĩ nhiều. Như tại dòng này thì cái đầu bền nó thì em khỏi phải bàn rồi, sau khi bảo dưỡng xong thì mình chỉ chạy thôi nè. Đây, cái chiếc Novo này đã mình tháo ra mình kiểm tra bơm nước thì cái cốt này còn rất là đẹp luôn nha. Đây, chưa có một dấu hiệu bị phồng luôn đó, cốt nước này cũng còn đẹp luôn, trong là thả vô nó còn rất là bót nha. Đây nghe không, nó cứng luôn á, bót khít luôn á. Cái xe này còn rất là đẹp nha, chỉ có tháo ra thì nó bị gắt cái bộ gòn này thôi. Đó, mình thay lại cái miếng gòn thôi anh em. Đó, còn bơm nước cống nước là còn rất là đẹp. Nồi xe này thì mình đã thay cho xe này nồi mới nè. Anh chủ xe thay do zin mới luôn, bố rồi mình thay bố zin anh em. Đây. Đó. Nó vô là anh em mình xài bố đúng zin luôn lần thêm đỡ suy nghĩ nha. Đây, bố đúng zin. Đó, bố mới trùng mới. Rồi. Giờ là gắp cái bơm nước lại. Rồi gắp tổng thể xe nữa là xong anh em. Đây, đó. Mình có sơn cho chủ xe là cái bô xe với gắp chứ cặp phục trước bị nổ bung chốc rồi, nên là mình sơn vậy thôi. Còn cái dàn ngoài của xe hiện tại bây giờ cũng khá là ổn rồi nha. Đây đẹp hết anh em. Xe này có rất là nhạy nha. Đạp cái gặt cái cũng nổ nữa. Chứ còn cái tình trạng mà nó là để 5-6 ngày tuần lễ gì đó là nó đề hơi khó nổ xíu thôi. Thì cái bệnh đó thì hiện tại thì chung không quan trọng lắm á. Chung là thường thường thì do bình xăng con nó bị mà thiếu để đậu lâu quá nó bay hơi, trong bình xăng con nó bị thiếu một miếng xăng, em đề nổ lên cái là từ từ nó bơm xăng xuống là nó sẽ bình thường thôi. Rồi ok, giờ mình sẽ gắp xe vô nha. Còn chiếc này về nhà, chiếc này về nhà hả? Nãy cặp phụ anh sơn lên xong rồi, em làm xong là em chưa quay clip luôn á. Em sẽ xem chạy vòng vòng không mà cái tới ngày giao rồi. Sẵn chuyến về rồi thôi, em đưa về luôn đó. Đây, rửa trong sạch sẽ rồi, đẹp trai liền luôn. Chạy thử vòng anh, chạy thử vòng đi, coi cái nồi nó sao, chạy cứ lẹn vòng đi. Rồi đây là cái bình đồ cũ, bình của anh chủ xe. Xe mình chở được 2 chiếc kìa. Phê. Tối giờ tới tối rồi. Chưa về tới nhà nữa. Giờ hiện tại đang là 7 giờ đây. 7 giờ rồi, giờ mình chắc về nhà cả 8 giờ rưỡi. Anh chú xe nhà thử nhau nghe nè. Trong dạo này thì mình có sẵn chiến mình đi luôn anh em, chứ thật sự sau này chạy nhiều quá nó quải em ơi. Nó chạy mệt quá. Rồi. Ok, chú xe là cho thử xe về đó rồi.
Thấy cái đèn nó cải thiện cái độ sáng nó lên nhiều không anh? Nhiều á. Rửa cái pha đèn lại. Đúng rồi, em rửa cái pha đèn lại trong veo luôn rồi, rửa lại trong hết rồi. Nhưng mà phết lại cho nó hạn chế nó vô bụi. Cái đồ cũ. À không, chứ này dành nó đi cà phê là anh chạy vi vu thôi. Đây, bộ đồ cũ đó nè. Đó, ok, giờ về rồi, giờ tính giờ lên trong đêm mà mệt quá, thở lại đi mà mai sáng mới lên được. À, này là 88 ngàn. Đúng rồi đó. Tại hồi lúc anh còn thấy là 80 ngàn anh thay nhớt rồi thay được. Mà 88 ngàn sao cái phát nước nó còn nguyên ta? Do thay nước không thường khó lắm nha, thường là cái xe tầm khoảng chừng 50-60 ngàn là cái phốt nước đó nó phồng rồi. Một em bữa lúc mà em gỡ em làm bơm nước là em không thấy, lúc đó em chưa làm xong đồng hồ em chưa có biết là nó bao nhiêu km luôn. Anh cũng sợ đấy đó, làm ra là rồi cái em mở cái em thấy ủa sao cái phốt nó còn đẹp dữ vậy, nên cái cốt cứ ngắt luôn, rồi xong em ra vô ngon lành. Tự nhiên cái em nghĩ chắc xe là tầm chừng hai mấy ngàn cây thôi. Ai về đâu giờ mới em giờ tới bữa nay em mới bật lên em coi luôn á là nó 88 ngàn cây rồi. 88 chứ không phải là 8 ngàn, 88 ngàn cây. 88 ngàn cây mà cái phát nước này là nó còn quá chừng ngon luôn. Ồ, kiểu này đi chiếc xe này chắc hơi biết để cái gì làm một lần này là chắc cỡ năm, ít nhất phải 4-5 năm nữa chắc mới gặp này đó. rồi em nhận rồi. Rồi ok, cảm ơn anh nha. Dạ, em gửi bình đồ cũ đây luôn. Để gì chơi chứ làm gì đâu. Dạ không, thường em cho xe thì em giao luôn đồ cũ như vậy. Rồi em về anh ơi. Rồi. Dạ. Cháy nè, lấy cho ông đó vệ sinh mà nó thay cho con rồi mà nó không vô nữa. Đúng rồi, cái nồi trước không có vô mỏ bò nên là nó bị cháy nguyên quậy nguyên banh cái nồi trước luôn. Dạ. Dạ rồi. Dạ cảm ơn. Dạ.